Hello mọi người, hôm nay Tâm sẽ quay video clip hướng dẫn mọi người cách làm một cái đôn cành cây khô gắn hoa mai đào thật xinh nha. Mọi người cần chuẩn bị một cái đôn gốc cây đường kính khoảng 15-20cm, cao khoảng 20cm, một lỗ chính giữa sâu 5-7cm, cắm các cành cây khô vào trong lỗ vừa khoan, dùng súng bắn đinh để cố định tạm thời. Cành cây khô Tâm chọn là từ 1m2-1m5, dùng bùn gỗ thừa để lấp kín các khe hở. Nên chọn những cành cây có nhiều nhánh nhỏ và dẻo dai như là cây mãng cầu hoặc cành cây bụi rậm. Nhỏ keo 502 vào phần mùn gỗ vừa lấp đầy các khoảng trống. Ta-da, như vậy là Tâm đã vừa hoàn thành một đôn gốc cây khô. Mọi người dùng đôn gốc cây này để gắn hoa mai, hoa đào giả lên rất là đẹp nha. Vừa mộc mạc, vừa chân phương và rất là gần gũi nè. Nếu như không có đầy đủ những dụng cụ để làm thì các bạn có thể dùng kẽm để buộc các cành cây khô lại. Sau đó chôn vào bình hoặc chậu, thêm đất đá hoặc xi măng để gốc cây được vững nha. Và bye bye.